Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật Đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ trần thị giang hiền biên tập minh tâm thời gian ngày 21 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Việt Hội Hồng Kông tập 507 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 634 Bắt đầu Xem từ Hai chữ cuối Hàng thứ tư Hội sở viết Sĩ nông công thường Di cấp tự thân của dân dĩ tự cấp tế cấp cộng cấp giả tế chu tế giả có nghĩa là siêng năng làm việc để cung cấp cho tự thân sĩ nông công thường là chỉ các giai cấp trong xã hội cả đời cố gắng phấn đấu để kinh doanh đều là vì cuộc sống cả làm cho cuộc sống của mình giàu có lên mục đích đều như vậy chúng ta xem tiếp đoạn dưới tôn ti bần phú thiếu trưởng nam nữ ở đây là rộng chỉ cho con người trên cuộc đời có rất nhiều chủng loại nghĩa là tất cả đại chúng trong xã hội này người đời địa vị cao là tôn tôn ti ở đây là nói đến địa vị địa vị trong xã hội bần phú là chỉ tiền tài nhiều tiền thì gọi là phú ít tiền thì gọi là bần lớn tuổi thì xưng là trưởng, trẻ tuổi gọi là thiếu. Nam nữ bất đồng, nhưng chẳng ai không có tâm tham dục ngu si, khổ tâm chồng chật tư tư dẫy đầy, buôn ba dứt giả không bao giờ dừng. ở đây Nói đến mọi người trong xã hội Hiện tượng này hiện nay phổ biến trên toàn thế giới Đều gì Danh văn lợi dưỡng Mà lắm ưu phiền Những điều nói ở đây miêu tả rất chính xác ngu si chính là căn nơi đến ngu si là không hiểu rõ được chân tướng sự thật vì vậy cả đời bất kể là bần phú sang hèn phổ biến đều là ưu tư phiền muộn đều có lắm lo nghĩ muộn phiền cả đời buôn ba lao lực luôn luôn bận rộn không thể dừng lại được cho nên nói lũy niệm tích lự di tâm tậu sự lũy là tích lũy niệm là vọng niệm họ có lo lắng họ có phiền não họ có bất an họ có nỗi lo được mất những thứ này quấy nhiễu suốt cả cuộc đời Luôn bận rộn kiếm sống mưu sinh của họ Nếu có trí tuệ Sẽ thật sự hiểu rõ Vì vậy cổ nhân không hề mê tín Cổ nhân thường bảo với chúng ta Nhất sanh giai thị mệnh Bán điểm bất do nhân nếu tiền tài Phú quý Có thể tranh giành mà có được Phật Bồ Tát cũng sẽ giành Thánh Hiền cũng sẽ giành Họ không giành được Quý vị có giành cũng vô dụng Không giành được Những thứ này là cái gì Nếu định mệnh có thì quý vị sẽ có Định mệnh không có thì đừng phí công Tranh giành không được có người trong thế giới này Hạnh phúc mỹ mãn Và phủ quy không liên quan nhau Đạo lý này chắc chắn phải hiểu Có người sống phải hạnh phúc, phải tự tại Vì vậy sống không ấy nấy gì Quý vị sẽ tự tại, minh lý Cho nên cổ nhân nói khẩu nhang chi là Khổng phu tử vui vẻ Nhan hồi vui vẻ Khổng phu tử không có địa vị Dân thường Nhan hồi là một người vô cùng nghèo khổ Bần cùng nhưng không thể nói là hẹn Ông ấy có phẩm cách thanh cao Cuộc sống Cuộc sống vật chất rất cực khổ Cơm rau dưa, muối Phu tự cũng cảm thán Người bình thường không chịu nổi cuộc sống nghèo nàn như vậy Nhưng nhan hội cả ngày từ sáng đến tối đều vui vẻ Xem như không có gì Từ đó có thể thấy Hạnh phúc thật sự không liên quan lắm đến tiền tài vật chất Người thật sự có đạo Gặp sau yên dậy Xã hội này mới có thể yên ổn Thì giới mới có thể hòa bình Bởi họ không tranh Vì sao không tranh giành Họ hiểu rõ Mến trời đã định dành cái gì Số mạng có thì không cần dành Số mạng không có thì cũng không cần dành nếu chúng ta đã từng đọc liễu phàm tư quấn thì sẽ hoàn toàn hiểu rõ sự việc này liễu phàm tiên sinh người đời nhà minh từ lúc nhỏ đã được một ông thầy bói xem cho vận hạn cả cuộc đời dẫn hạn suốt đời Lúc đó ông 15 tuổi. Cha đã qua đời. Mẹ nuôi ông ấy. Nói rằng cha ông có di nguyện. Hy vọng ông học nghề y. Trị bệnh cho người Có thể kiếm sống Tức là có thể nuôi cả nhà Kiếm được chút thu nhập Hơn nữa đều là làm việc tốt Có thể tích đức Có thể trở thành một danh y Làm rạng danh dòng họ Ông ừ, không phải là người thuộc ngành đó Ông là người có tướng làm quan, Số ông là được làm quan. Ông hãy chuyên tâm đọc sách Khuyên ông ấy đọc sách Bói cho ông ấy dẫn hạn cả đời Năm nào sẽ tham gia ứng thị Đậu tức vị gì, gì? Bỗng lộc triều đình Phát cho ông ấy mỗi năm là bao nhiêu Đều đã được định sẵn 15 tuổi 25 tuổi 35 tuổi Hơn hai mươi mấy năm Đều giống với lời của ông thầy bói Không sai sót chút nào vì vậy ông đã tin hẳn lời thầy bói Không mưu cầu gì nữa Thật sự là định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi Ông đến thăm dân cốc thiền sư Ở núi Thê Hà Nam Kinh Ngồi trong thiền đường với dân cốc thiền sư đúng ba ngày ba đêm Không hề khởi ý niệm Dân cốc thiền sư rất khâm phục ông Điều này người bình thường không làm được không làm được như vậy Bèn hỏi ông Ông học được ở đâu Ông nói với thiền sư Tôi không có công phu gì Vậy sao ông có thể ba ngày ba đêm Không hề có một giọng niệm Mệnh của tôi đã được người ta định sẵn Hơn hai mươi năm nay không hề sai sót Tôi khởi giọng niệm có tác dụng gì Tốt nhất không khởi giọng niệm nữa Điều này là thật không phải là giả dân cóc thiền sư nghe xong cười lớn tôi vốn cho rằng ông là thánh nhân kết quả ông vẫn là một phàm phu liễu phàm tiên sinh nghe xong câu này rất ngạc nhiên bèn hỏi sư vì sao sư lại nói như vậy sư bảo với ông ấy rằng phàm phu bị giận mệnh trói buộc ông không vượt qua nỗi định mệnh nếu như là Thánh Hiền Giận mệnh không trói buộc nổi họ Nói với ông con đường của Thánh Hiền Vậy có thể thay đổi giận mệnh không? Đương nhiên có thể thay đổi Mệnh từ đâu đến là quý vị tự tạo ra Là nghiệp thiện ác quý vị tạo ra ở kiếp trước Quyết định giận mệnh kiếp này của quý vị Ở kiếp trước không bố thí tiền tài giúp này quý vị không thể có tiền tài Bất kỳ dùng thủ đoạn gì Tiền tài đoạt lấy từ thủ đoạn phi pháp Đều là số mệnh của quý vị có tiền Nếu số mệnh không có Quý vị làm ăn cướp Quý vị sẽ bị giật khỏi tay Bị cảnh sát bắt đi Tại sao mệnh không có tiền Nếu mệnh quý vị có tiền Quý vị mới có thể giữ được Mệnh không có thì không giữ được tiền thế thì quý vị hà tất phải dùng thủ đoạn phi pháp dùng thủ đoạn phi pháp gọi là tạo nghiệp quả báo không tốt vì vậy người hiểu rõ đạo lý này họ chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn phi pháp thế là dân cốc thiền sư dạy ông bỏ ác tu thiền Phật thị môn trung có cầu tất ứng Ông ấy làm thật Hãy phát tâm là làm thật Năm sau đi ứng thị Khổng tiên xuyên bói ông xếp thứ ba Ông đậu bậc cao nhất Lập tức tin rằng Dẫn mệnh có thể thay đổi Dân mệnh của ông không có công danh Công danh là gì? Tiến sĩ Cử nhân gọi là công danh Tú tài không tính Dân mệnh của ông chỉ có tú tài Không quá mệnh cử nhân và tiến sĩ Ông làm việc tốt Phát nguyện cầu được công danh Cử nhân ông cũng thi đậu Tiến sĩ ông cũng thi đậu Dân mệnh không có con trai Ông làm việc thiện cầu sanh quý tử Thật sự đã cầu được Dân mình nói thỏa mãn của ông chỉ có 53 tuổi Ông sống đến 74 tuổi Sống hơn 21 năm Ông không cầu thỏa mãn Nhưng thỏa mãn tự nhiên kéo dài quan chỉ làm đến chức huyện lệnh nhỏ bé Một huyện nhỏ ở Tứ Xuyên Kết quả là ông làm đến tri huyện của một huyện lớn Bảo đệ Bảo đệ thuộc sự quản lý trực tiếp của hoàng đế Đây là một quyền lớn Cũng giống như thành phố trực thuộc trung ương hiện nay Vì vậy Hoàn toàn không giống với số mệnh đã định sẵn của ông Thay đổi vận mệnh Không phải là không thể thay đổi Nếu quý vị gặp được những cao nhân này Sẽ có biện pháp từ nhỏ tôi đã tin tin vào vận mệnh nhà của chúng tôi là gia đình bần hàn vì vậy người khác không biết tôi cảm ơn đảng cộng sản đảng cộng sản đến nhà chúng tôi nghèo rớt mồng tơi không có gì cả không có một mảnh ruộng cũng không có tiền Cha là công nhân viên chức Sống dựa vào đồng lương ít ỏi Không làm việc thì phải chịu đói Đảng Cộng sản đến Tốt rồi tôi đi xa Không ở trong nước Mẹ và em trai tôi nói với tôi Được chia cho đất địa chủ Cũng được chia cho nhà ở Vậy là họ có thể an cư Có thể cho em tôi đi học Và đã tốt nghiệp đại học phúc đáng còn có thể dạy học ở trường Đây là điều mà chúng tôi không thể có Trong thời đại dần quốc Đó là chết gì nghèo khổ Làm sao sống qua ngày Lúc tôi còn trẻ Lại không có học hành Cũng không có quan hệ Quý vị có thể thấy tình hình khốn khổ đó Ở Đài Loan May là đã gặp Thầy Phương Được người tài giỏi này hướng dẫn Dẫn tôi đi đến con đường sáng lạng này Học Phật Tôi học triết học với ông ấy Ông đã dạy triết học kinh Phật cho tôi Dạy cho tôi khái luận triết học Bài học này là bài học cuối cùng Triết học kinh Phật Tôi rất kinh ngạc Ông nói với tôi Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới Triết học kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên thế giới Học Phật là hưởng thụ lớn nhất của đời người Chúng tôi chưa từng nghe ai nói những lời như vậy Người xuất gia cũng không nói được như vậy Bắt đầu từ lúc đó tôi mới đọc kinh Phật Càng đọc càng thấy hay Muốn ngừng mà không được Không lâu sau thì gặp chương gia đại sư sư đã hướng dẫn tôi chương gia là người chuyên về phật học phương tiên sinh là triết học hoàn toàn nhìn kinh phật dưới góc độ của triết học tìm một người thầy giỏi người thầy này dạy cho tôi lựa chọn con đường xuất gia Con đường này của tôi là do Chương gia đại sư lựa chọn cho tôi Tôi nghe lời Đúng là hồi trẻ rất thật thà nghe lời Còn dạy tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vì vậy quyển sách đầu tiên Sư bảo tôi đọc chính là Thích Ca Phương Chí Thích Ca Phổ Do người đời đường viết Chính là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Trong Đại Tạng Kinh sau khi đọc xong mười thật sự hiểu rõ thầy bảo với tôi học phật con phải nhận biết đức phật thích ca con sẽ không đi sai đường nếu con không nhận biết ngài làm sao con học ngài tôi nghe xong thấy cũng có lý nhập môn từ đó sau khi đọc mười bỗng nhiên tỉnh hồ nói như cách nói của chúng ta bây giờ thì ra đức phật thích ca mâu ni làm nghề giáo viên Phật giáo không liên quan gì với những tôn giáo khác. Phật giáo thừa nhận có thần, không sùng bái thần. Thần là gì? Cũng là một loại chúng sanh. Cũng giống đất nước chúng ta thừa nhận đất nước người ta, nhưng đó không phải đất nước chúng ta. Vì vậy thần cũng là một loại chúng sanh. Có loại cao hơn chúng ta, phúc báo lớn hơn chúng ta, nhưng cũng có loại thấp hơn chúng ta qua loại bình đẳng với chúng ta phật chủ trương tự mình khiêm tốn cung kính người khác cung kính người khác với quỷ thần cũng phải cung kính nhưng không thể học theo họ gặp người khác phải lệ phép người xấu cũng phải lệ phép đừng học theo họ là được rồi vì vậy rất có đạo lý Trong Phật giáo có học thuộc Đó là Đại học dẫn Không những là triết học đúng. cao nhất như Thầy Phương đã nói Còn có khoa học cao nhất Ba mươi năm trở lại đây Rất nhiều nhà vật lý học trên thế giới Có phát hiện mới Giống như trong Kinh Phật đã nói Khởi nguồn của vũ trụ Xuyên mệnh từ đâu mà có Những vấn đề lớn này Những phát hiện mới này giống như trong kinh Phật đã nói Vũ trụ không phải đến từ vụ nổ lớn Có rất nhiều người hoài nghi về lý luận Vụ nổ lớn này cuối cùng bây giờ cũng đã chứng minh được giống như đức phật đã nói đức phật nói vũ trụ từ đâu mà có tất cả pháp từ tâm tưởng sanh được sinh ra từ ý niệm vì vậy hiện nay có rất nhiều sách mới đều nói đến ý niệm Khoa học nói giữa vũ trụ có ba loại hiện tượng Đây là những thứ cơ bản dáng sự dạng vật đều do nó biến hiện ra Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên Ba thứ này Trong cái Phật nói là Tam tệ tướng của A lại già Hiện tượng vật chất là tướng phần của A-lại gia hiện tượng tinh thần là kiến phần của a la gia năng lượng là nghiệp tướng của a la gia chính là tự chứng phần còn có thêm chứng tự chứng phần những nhà khoa học nhà triết học vẫn chưa nói đến đó là cái gì đó là trí tuệ từ đâu đến chứng tự chứng phần là nói trí tuệ vì vậy thầy phương nói đây là triết học cao nhất nói không sai nếu thật sự hiểu hiểu rõ rồi vấn đề gì cũng có thể giải quyết vấn đề sức khỏe cũng sẽ tự nhiên được giải quyết trên trái đất hiện nay xảy ra rất nhiều thiên tai có thể quá giải không phải là không thể quá giải quý vị phải biết nguyên nhân là gì đâu vì sao lại xảy ra nhiều chuyện quá như vậy sau khi hiểu rõ quý vị sẽ biết phải đối phó thế nào nó sẽ tự nhiên biến mất những thứ này khoa học không thể giải quyết vì sao vì khoa học quá xem nặng vật chất vũ trụ không chỉ có một mình vật chất nó có hiện tượng tinh thần và cũng có hiện tượng tự nhiên Quý vị nếu hiểu ra rồi Quý vị sẽ biết Vật chất từ đâu đến Hiện tượng tinh thần từ đâu đến Hiện tượng tự nhiên từ đâu đến Đi tìm Tìm đến cội rễ càng nguyên Bây giờ chỉ biết được Hiện tượng vật chất đã biết rồi Hiện tượng tinh thần vẫn còn chưa biết Báo cáo khoa học chỉ nói Từ không sanh ra có Từ không sanh ra có Những người đọc kinh đại thừa chúng ta hiểu được Nhưng học thuộc truyền thống Trung Quốc Và Phật Pháp Đại Thừa Không nói từ không sanh ra có Không làm sao có thể sanh ra có Nhưng thứ có thể sanh ra có Đích thực là không không ở đây không phải là không có cái gì Trong không có cái có Có sao lại nói là không Bởi vì quý vị không thấy nó Quý vị không nghe thấy nó Quý vị không sợ được nó Ngay cả nghĩ quý vị cũng không nghĩ ra nó Đành phải dùng chữ không Dùng chữ không để thầy thị Vì vậy không ở đây không phải không ngơ Không phải không có cái gì Nó có Nó có thể sanh dạng pháp Vì vậy ở đây nói bản tánh Người Trung Quốc nói bản tánh bản thiện bản tánh là bản thể bản thể mà triết học nội định trong phật pháp nói bản tánh tự tánh pháp tánh đều là ý này những thứ này là cái gì nó không phải là hiện tượng tự nhiên cũng không phải là hiện tượng vật chất cũng không phải là hiện tượng tinh thần vì vậy khoa học và triết học đều không có biện pháp Khoa học triết học nhất định phải có hiện tượng Nó là đối tượng nghiên cứu Ở đây nó không có đối tượng Nhưng nó có thật, nó tồn tại Vì vậy đây là điều mà chúng ta không thể không biết Thơ kỳ diệu Vấn đề không phải không thể giải quyết chúng tôi cũng vì ứng phó với những thiên tai hiện nay đã viết ra vài câu rất đơn giản mấy câu này đều xuất phát từ phật pháp và từ văn hóa truyền thống xưa hiện nay mấy câu này đã in ra in rất đẹp in rất hay điều đầu tiên là nghiệp Sát đạo dâm vọng tửu là tất cả ác nghiệp Tức là tất cả tai họa bệnh tật của bản thân Tai họa của sông núi đất đai Nó là bệnh thái Là ác nghiệp Cảm ứng của ác nghiệp Tham sân suy mạng nghi là tất cả bệnh nhân Oán hận não nộ phiền là tất cả bệnh duyên Tàn phủ thức Điều thiên địa biến hóa là tất cả bệnh quả Tật khổ đoạn mệnh tai họa tự nhiên là tất cả bệnh bao Nhân duyên quả bao Đoạn sau nhân nghĩa lệ trí tính là tất cả bệnh dược Chỉ cần tìm lại được nhân nghĩa lệ trí tính Vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn Cổ Đức đã nói như vậy Phật Bồ Tát đã nói như vậy Bây giờ nhà khoa học phát hiện Họ cũng nói như vậy Những người này Chưa hề gặp mặt nhau Đức Phật Thích Ca là người Của ba ngàn năm trước Khổng Phu Tử là người Của hơn hai ngàn năm trăm năm trước Phát hiện mới nhất Của các nhà khoa học Không quá ba mươi năm Cách nhìn nhận của họ Cách nói của họ Hoàn toàn giống nhau vì vậy có người phải tin vào vận mệnh tin tưởng vận mệnh cả đời sẽ sống rất hạnh phúc vì sao vì không dựa dẫm luồng cuối từ nhỏ đã có rất nhiều người xem bói cho tôi mẹ tôi cũng rất bồn chồn lo lắng trong nhà tôi giống như di truyền vậy Ông nội 45 tuổi thì qua đời Tôi có một ông bác cũng qua đời ở tuổi 45 Bố tôi cũng mất lúc 45 tuổi Vì vậy người ta bói số tôi cũng không sống quá 45 tuổi Tôi cũng không suy nghĩ nhiều Tôi chưa từng nghĩ đến vận mệnh của mình nhưng tôi nhớ kỹ thọ mệnh của tôi chỉ là 45 tuổi May mắn năm 26 tuổi gặp được Phật Pháp Biết rằng có thế giới Tây Phương cực lạc Mặc dù là mười mấy năm sau mới tin Khoảng đến 40 tuổi Tôi mới thật sự tin rằng có thế giới cực lạc Năm tôi 45 tuổi đổ bệnh Thì tôi luôn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm được một tháng Sức khỏe hồi phục khỏe lại Nghỉ ngơi thêm một tháng nữa Thì lại bắt đầu giảng kinh Lúc đó tôi đã giảng kinh 12 năm Năm thứ hai tôi gặp Phật sống Cam Châu Sư ấy là học trò của chương gia đại sư Lớn hơn tôi khoảng năm sáu tuổi. Bảo với tôi, Sư nói, Số mạng của ông dụng rất khổ. Ông không có tiền tài. Mệnh của ông là tiền tài trống không. Mệnh của ông rất ngắn. Không qua nổi bốn mươi lăm tuổi. Sư nói những năm đó của tôi Lúc đó tôi đã giảng kinh dạy học được 12 năm Giảng kinh dạy học liên tục không ngừng 12 năm Sư nói công đức này rất lớn vận mệnh của ông đã hoàn toàn thay đổi Không những tương lai Tài lộc của ông không ngớt Mà thọ mệnh của ông cũng rất dài Tôi chưa từng cầu nguyện những chuyện này nhưng năm sau thì Sư Cam Châu đã đi rồi Vậy này là Lạc Ma Tây Tạng Rất có trình độ Vì vậy tự tôi đã hiểu rõ Thầy lựa chọn con đường này giúp tôi Là đúng đắn Đã thật sự tích lũy công đức cả đời đức phật thích ca chúng ta biết rằng cả đời ngài dạy học nghề nghiệp là giáo viên chúng ta có thể nhìn thấy từ sự thích cuộc đời của ngài ngài có thân phận gì nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên đây là thân phận của ngài ngài làm giáo dục ngài làm thật Thân phận của Ngài có thể nói là Người tình nguyện làm giáo dục văn hóa đa nguyên Cả đời dạy học không thu học phí Tại sao lại nói văn hóa đa nguyên Ngài không phân quốc gia Không phân chủng tộc cũng không phân tôn giáo Chỉ cần quý vị chịu học Ngài Ngài sẽ chân thành dạy quý vị Vì vậy chúng ta nhìn thấy rất nhiều trong kinh điển Những đồ đệ tôn giáo người truyền bá tôn giáo của những tôn giáo Ấn Độ cổ này Đều là học trò của Đức Phật Thích Ca Ngài không hề thay đổi tôn giáo của họ Quý vị tín ngưỡng tôn giáo mình không sao Quý vị không từ bỏ tôn giáo của mình Ngài cũng rất tôn trọng quý vị Quý vị đến học ở Ngài điều gì? Học trí tuệ, học đạo đức Ngài giảng cho quý vị những điều này Bảo cho quý vị chân tướng sự thật Vì vậy những người học Phật thật sự hiểu Tâm của họ rất tịnh Tâm là định Có tiền tài hay không? Có Họ hiểu được con đường sinh tiền tài Không có kiến tánh Đức năng trí tuệ trong tự tánh sẽ không thoát ra được Là dựa vào tu Tôi như thế nào Tiền tài từ đâu đến Tiền tài đến từ bộ thí Càng thí càng nhiều Điều này là thật Những điều thầy bảo với tôi không sai chút nào 60 năm trước thầy dạy tôi bộ thí Tôi rất khó khăn Tôi nói với thầy Cuộc sống của con bây giờ rất khó khăn Chỉ đủ đắp đổi qua ngày Làm gì có tiền mà bộ thị Thầy hỏi tôi Có một hào không một hào cũng được Có một hào tôi có Có một đồng không Một đồng cũng được Còn cứ bố thí từ một đồng một hào đi Con phải luôn có tâm bố thí Ý niệm bố thí này Điều này không thể dứt Đó là gì Thầy đã giúp tôi Bù đắp những điều kiếp trước chưa tu được Vì vậy cả đời này Sống trong nghèo hèn Hoàng Pháp lợi sanh cần có tiền tài Cả đời tôi đã làm theo lời dạy Lúc đó bố thí Tôi rất cẩn thận Bố thí như thế nào? Trong chùa có ấn kinh Quý vị thấy phía sau ấn kinh có danh sách công đức Mọi người gom tiền bất kể bao nhiêu Một hai đồng cũng không giết thiếu Tôi đã tham gia như vậy Có người đưa đồ tới Trong túi tôi có một ít thì cho họ Còn thêm cả phóng sanh Phóng sanh tôi phải làm Vì tôi biết thời kỳ kháng chiến sát nghiệm rất nặng Con người của bố tôi cũng rất lương thiện Làm việc theo luật pháp thích săn bắn Vì vậy trong thời kỳ kháng chiến Bữa cơm của nhà tôi cũng không quá tệ Mỗi ngày đều có thú săn Tôi cũng đã đi săn với bố tôi 3 năm Trong 3 năm này Mỗi ngày phải bán ít nhất 10 viên đạn 3 năm tập luyện Thành xạ thủ không cần ngắm chuẩn Bách phát bách trung Tôi có kỹ thuật này Bố tôi là quân nhân quản quân giới vì vậy rất thuận tiện Ông giữ vũ khí Giữ đạn dược Lấy từng thùng đạn đem về nhà Bỏ đi đầu đạn Gắn đầu sắt vào đi săn bắn Đến ba năm Sau khi học Phật mới biết Đã tạo nghiệp rất nặng Vì vậy phóng sanh Tôi đã liệt phóng sanh vào ba việc tốt Mà tôi có thể làm được một là ấn kinh Hai là phóng sanh Ba là bộ thí thuốc men Trong bệnh viện này Tôi luôn luôn góp một số tiền cho bệnh viện Để làm viện phí Có một số bệnh nhân nghèo Lúc khám bệnh không có tiền mua thuốc Thì dùng số tiền này giúp đỡ họ 60 năm chưa hề đứt quản Bây giờ tôi ở Úc Mỗi năm hai bệnh viện hai trăm bốn mươi ngàn đô úc mỗi tháng hai mươi ngàn làm bộ thi hai trăm bốn mươi ngàn vì vậy cả đời tôi không ốm đau tại sao diện phí đều đã bổ thí hết rồi không thể làm bảo đảm không thể giữ lại viện phí, giữ lại viện phí là gì? Chắc chắn quý vị sẽ đổ bệnh, quý vị không bệnh sao có thể dùng số tiền đó? Tiền đau ốm của tôi đều dùng hết rồi. Vì vậy quý vị hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ hiểu rằng tôi không thích quá bệnh, nên tôi đem viện phí quyên góp hết, không có tiền viện phí. Vì vậy cả đời làm việc tốt, chính là làm tốt ba việc này, trong giáo dục có thể nói là sử dụng rất nhiều. Số tiền học bổng mà tôi tặng cũng rất khả quan. Giúp đỡ một số bạn trẻ gia cảnh khó khăn đã đậu đại học nhưng không thể đi học. Học phí và sinh hoạt phí 4 năm đại học tôi đều cho họ Kinh tế nhất, mức sống thấp nhất là Indonesia. Indonesia mấy năm trước, hai, ba năm lại đây, không có nữa. Lúc trước khi tôi ở Úc, tôi đã tặng học bổng cho Indonesia một năm. 600.000 đô Úc cho sáu trường đại học. Mỗi trường đại học 100.000 Chăm sóc bao nhiêu học sinh? Rất nhiều Hơn 700 học sinh Vẫn rẻ Nếu ở Úc Một học sinh ở Úc một năm phải mất 10.000 đô Úc Chỉ có thể chăm sóc cho 60 em Ở Indonesia 6 trường đại học Một trường đại học hơn 700 em Chăm sóc được mấy ngàn em Mức sống ở đây thấp Vì vậy chúng ta hãy làm nhiều việc giống như thế Ấn tống kinh sách Đây là Đại Tông Chủ yếu là bắt đầu từ đây Tiền đến rất nhiều Nhưng cũng phải để tiền đi nhiều Bản thân tôi hầu như không có chỗ nào để dùng tiền Những thứ tôi ăn, mặc Đều là người ta tặng cả tặng quá nhiều tặng không dứt đều chia cho mọi người vì vậy quý vị phải hiểu thế nào là tu phước tu bằng phương pháp chính đáng tự nhiên sẽ đạt được nó bố thí tiền tài được tiền tài bố thí pháp được thông minh trí tuệ bố thí vô uy giống như bố thí thuốc men bố thí bệnh khổ gọi là Bố thí vô ủy Được sức khỏe trường thọ Ba loại quả báo Ba loại nhân Quý vị tu ba loại nhân Làm gì có đạo lý không đạt được quả báo Tôi đã làm 60 năm Có thể làm gương cho người khác Nhìn thấy tôi Quý vị sẽ có lòng tin Nếu tôi không tiêu tiền vào những việc như vậy Nếu xây chùa Không biết đã xây được bao nhiêu rồi không thua gì tinh dân pháp sư tinh dân pháp sư đã xây hai trăm ba trăm ngôi chùa trên toàn thị giới vì tôi cảm thấy nếu làm như vậy là đem tiền chôn xuống đất nó không có tác dụng nên giúp đỡ những người nghèo khổ bản thân ta đủ cơm ăn áo mặc đủ rồi có ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng Được rồi Tôi cũng có đại hùng báo điện Đại hùng báo điện của tôi ở nơi đó Không cần xây xa qua tráng lệ Tốn nhiều tiền như thế Tốn oan uẩn lắm Vì vậy có tiền là phước báo Dùng tiền là trí tuệ Không có trí tuệ Tiền đều sẽ hết đó không phải là việc tốt Vì vậy chúng ta Niệm niệm cầu tiền tài Thông minh trí tuệ Sức khỏe trường thọ Cứ làm theo cách mà Đức Phật dạy chúng ta Chắc chắn sẽ đạt được Tổ tiên Trung Quốc đã nói trong kinh dịch Hệ từ đại truyện là do khổng tử giết Nhà nào làm việc thiện sẽ vui vẻ hạnh phúc nhà nào làm việc bất thiện sẽ gặp tai ương tại sao không tích thiện tại sao không tích đức cá nhân như thế gia đình cũng như thế đất nước cũng như thế đất nước muốn giàu mạnh phải tích đức phải hành thiện quý vị nhìn lại lịch sử trung quốc vào thời thịnh thế quý vị xem những ông vua đó họ bố thí họ không dùng vũ lực để xâm lược không phải vậy những quốc gia nhỏ xung quanh đến tiến cống tiến cống chính là tặng lễ vật cho hoàng đế hoàng đế sẽ tặng lại gấp đôi phong thái của nước lớn gấp đôi tặng lại họ gấp mấy lần vì vậy những nước nhỏ này đều quy phục đều làm chư hầu cho họ không cần dùng chiến tranh lãnh thổ của họ hàng ngày càng được mở rộng bằng đạo đức bằng cho đi bằng chăm sóc Trí tuệ của Tổ tiên Lời dạy của Phật Bồ Tát Rất có hiệu quả Vì vậy Chúng ta gọi con người hiện nay là Ngô si Họ chưa từng được học Cũng chưa ai dạy họ Thật sự muốn học Hiểu rõ rồi Sẽ không còn có những ham muốn Nhưng Phải có tấm lòng mong muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Quý vị càng giúp đỡ Bất kể là trí tuệ Tiền tài, tài đức Đức hạnh Sẽ càng được mở rộng Ví dụ như bố thí Bố thí nhiều càng được nhiều được nhiều rồi càng phải bố thí Chứ đừng để tiền một chỗ không dùng Để yên như vậy sẽ trở thành nước tù, nước đậm Như vậy là sai Chắc chắn phải nhanh chóng phân phát nó Gọi là tán tài Nơi nào cần đến nó Thì phát cho họ như vậy mới đúng không cần phải đau đầu suy nghĩ cũng không cần phải lo lắng càng không cần phải buông ba lao lực quý vị sẽ có cuộc sống rất tự tại rất hạnh phúc rất mỹ mãn nếu quý vị sai rồi quý vị không hiểu giống như mọi người hiện nay mỗi ngày đều buôn ba lao lực phí cả cuộc đời cho nên nói lũy niệm tích lự di tâm tậu sứ phía dưới có giải thích sư nghĩa tịch nói lũy niệm ư ký giả tích lự ư vị trí Quý vị nghĩ đến quá khứ Nghĩ đến tương lai Nên gọi là lũy niệm tích lự Thường di dục tâm sở khu dịch Dục vọng của quý vị quá lớn Dục vọng đang chi phối quý vị Dục vọng khiến quý vị buôn ba lao lực Đoạn dưới nói Tào tạp buôn ba Cố dần di tâm tậu sự Tâm đang chỉ huy quý vị Tâm ở đây là gì? Dục vọng quý vị sống cả đời trên thế gian này vì cái gì vì dục vọng sai rồi dục vọng này chính là tham đức phật bảo chúng ta dục vọng về lòng tham là quả báo gì đường ngạ quỷ lòng tham đọa ngạ quỷ nóng giận đọa địa ngục ngô si đọa súc sinh quý vị nhầm rồi quý vị đi sai đường rồi Ba đường lành đều là thiện nghiệp Thập thiện trung phẩm ở quái người Thập thiện thượng phẩm ở quái trời Quý vị hành thiện tích đức Quý vị sẽ đi lên Nếu quý vị tham sân suy mạng Quý vị phải đi xuống sai rồi Chúng ta muốn sống một cuộc sống bình an Nghe lời Đức Phật Nghe lời ông bà tổ tiên Chắc chắn sẽ không sai Đoạn dưới Sư Nghĩa Tịch Vì vậy chú dạy ở đây là tập chú Sư Nghĩa Tịch nói Lũy niệm ư ký giảng tích niệm ư gì trí vị trí ở đây chính là tương lai của dân lũy niệm tích lự thường di dục tâm sở khu dịch. câu này vừa nãy đã đọc rồi ý gì tư ức quá khứ thị lũy niệm nhớ về quá khứ lo nghĩ về tương lai đó là tích lũy lo lắng Cố tự tâm niệm, vô hữu an thời Nhân tâm hữu sở dục, thân tâm tùy chi Liệt như dục cấu ái vật, tác bất cụ ủng tễ tạp loạn buồn bà bài đội của di, di tâm tàu sư Hiện tượng này có thể nhìn thấy ở siêu thị Trong chú giải của Hoàng Niệm Lão ở siêu thị bây giờ Quý vị thường nhìn thấy Chỉ di thử dục tâm Nhi buôn tẩu giả Gia thường sở lấy Tâm tài tương tích bất xả Để giải thích Lũy niệm tích lự Lấy cân cầu vô ninh Để giải thích di tâm tẩu sứ Cái gì Tích ư tâm niệm chi trung Cụ thị tài vật Cố danh lũy niệm tích lực Hàng ngày đều nghĩ đến tiền tài vật chất Luôn nghĩ đến những thứ này Có tốt không? Không tốt Vì sao vậy? Nghĩ đến những thứ đó Kết quả là họ có thể đến ba đường a Những đồng tu học Phật cũng đã biết rồi Quý vị hãy thay đổi suy nghĩ Hàng ngày đều nghĩ đến Đức Phật A-di-đà Tương lai quý vị sẽ đến thế giới cực lạc Nếu mỗi ngày quý vị đều nghĩ đến những bạo loạn trên thế giới Nỗi khổ của chúng sanh rất giả dạ. Quý vị thường để tâm đến điều đó Cố gắng hết sức giúp đỡ khổ nạn chúng sanh Quý vị sẽ đi lên Tương lai sẽ là quái trời Đi lên phía trên Không thể xuống dưới nữa Không thể có lòng oán hận Lòng oán hận là đường địa ngục Rất nặng Nhẹ là la sát Rồi biến thành ma đạo Con đường này không phải đường chánh Con đường mà Tổ tiên dạy chúng ta đi Đó chính là nhân thiên đại đạo Ngũ thường Ngũ luân Tử duy bạc đức Đều là luân thường đại đạo Kiếp sau được làm người Được hưởng phú quý ở cõi trần Nếu tích lũy công đức lớn Ở nhân gian không có được phước báo lớn như thế Thì sẽ được lên trời Phước báo của người trời lớn hơn nhân gian Họ có thể được lên trời Nhưng Đức Phật dạy chúng ta Trời không phải cứu cánh Mặc dù phước báo lớn Mặc dù thọ mệnh dài Nhưng vẫn già và chết đi Ví dụ Phật nói trời đau lợi Người Trung Quốc chúng ta nói là Ngọc Hoàng Đại Đệ Có không có Sát giới từng trời thứ hai phước báo đó chúng ta phải luôn nhớ thật là khó tưởng tượng một ngày của trời đau lợi bằng một trăm năm cõi nhân gian chúng ta thọ mệnh bao lâu trên trời cũng một năm ba trăm sáu mươi ngày nhưng một ngày bằng một trăm năm của nhân gian một năm là ba mươi sáu ngàn năm thọ mệnh của họ là một ngàn tuổi Quý vị xem phước báo đó Phước báo đó vẫn chưa được xem là lớn Càng lên trên Dạ ma thiên Đầu xuất thiên Phước báo sẽ càng lớn Vì vậy người thông minh Nếu muốn sinh ở quái trời Nhưng trời không phải là vô lượng thọ Hưởng hết phước rồi Mọi thứ bất thiện mà quý vị tạo ra Lại xuất hiện Xuất hiện rồi làm sao Xuất hiện rồi thì đọa xuống Vì vậy hai cõi người trời cũng giống Nổi chìm trong nước Một chốc nổi lên một chốc lại chìm xuống Ở trong lục đạo khổ thế đấy Vì vậy Phật khuyên chúng ta Rời khỏi lục đạo luân hồi Đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc để làm gì Để làm Phật Phật là gì Trí tuệ viên mãn Phước báo viên mãn Vì vậy Phật gọi là nhị túc tôn Nhị ở đây Chính là trí tuệ và phước báo Túc là đầy đủ Đã viên mãn Hai thứ này đều viên mãn Trí tuệ viên mãn Phước báo viên mãn Thì gọi là Phật Bồ Tát mặc dù có trí tuệ Có phước báo nhưng chưa viên mãn Phật viên mãn Vì vậy cách giải thích đơn giản nhất Học Phật chính là cầu trí tuệ và phước báo Mà trí tuệ và phước báo Không phải cầu từ bên ngoài Trong tự tánh đã có Chỉ cần quý vị gạt bỏ chướng ngại Những thứ gì là chướng ngại Tham sân suy si mạng là chướng ngại Oán hận não nộ phiền là chướng ngại Sát đạo dâm vọng là chứa ngại nghiêm trọng Là chứa ngại về hành vi Tham sân suy si mạng là chứa ngại về tâm lý Oán hận não nổ phiền là chứa ngại về tâm trạng Nếu quý vị đều có thể buông bỏ những thứ đó Quý vị sẽ không còn chứa ngại nữa Trí tuệ phước đức trong tự tánh quý vị sẽ hoàn toàn hiển hiện Vì vậy người tu hành thật sự không cầu bên ngoài họ cầu bên trong cầu bên trong là thật cầu bên ngoài cũng có thể đạt được nhưng là nhất thời mưu kỹ tạm thời căn bản là cầu bên trong vì nghĩ đến quá khứ nghĩ đến tương lai nhiều vọng niệm nhiều lo nghĩ cho nên trong lòng bất an đức phật đã bảo với chúng ta người học phật tịnh định tâm phải thanh tịnh tâm phải định định là bất động sau đó mới có an, mới có lạc An lạc ở đây Thì người ở cõi trần không thể so sánh được Thú vui của người cõi trần Đều là kích thích Kích thích gì dục vọng Hưởng thụ khoái lạc Phải trả giá rất nặng An lạc của Phật Pháp Là xuất phát từ nội tâm không phải từ bên ngoài Không liên quan gì đến môi trường bên ngoài Từ trong nội tâm lưu xuất ra Từ trong tịnh định hiện ra Tịnh sanh trí huệ Định sanh an lạc Cho nên gọi là thiền duyệt Thiền là định Trong đó vô cùng an lạc niệm lạo viết tập các cách giải thích của cổ đức lũy niệm tích lự lấy cần cầu vô ninh để giải thích di tâm sở tậu sư trong tâm tưởng luôn suy nghĩ đến tiền tài vật chất gọi là lũy niệm tích lự Cần dục cầu đắc Cho nên thân tâm bất an Quý vị có thể buông bỏ nó Thì tâm sẽ an Tâm bất an gọi là di tâm tậu sứ Sứ là tay sai Chính là người quý vị sử dụng Tâm là chủ nhân Đây là nô bộc Tâm là cái gì? Dục vọng Sứ là gì? Là thân thể của quý vị Nói cách khác Thân tâm của quý vị Đã trở thành nô bộc cho dục vọng của quý vị Chính là ý này Cả cuộc đời quý vị bị dục vọng khống chế Nắm chặt quý vị Điều này rất khổ Khánh Hưng nói Di tâm tổ sứ giả Như thị khát lộc trục ư dương diêm Y nhãn lộng ư không qua Giai di ái thủy chi tâm Bất liệu bệnh hoa Miên tẩu trì cột Đây là cách nói ẩn dụ Phía trước có giải thích Dương diêm Tức là dương diệm Mà chúng ta sẽ thấy ở đoạn dưới Dương diệm ở đây là cái gì? Là sau cơn mưa Trời lại sáng trên đường có một loại khí Bây giờ chúng ta cũng có thể nhìn thấy Ở chỗ chúng ta thường nhìn thấy Bầu trời sau cơn mưa Sau khi xe chạy qua Quý vị nhìn thấy hơi nước này Con này khạc nước Nó không biết đó không phải là nước Nó cho rằng đó là nước Nó muốn chạy đến đó uống nước Lúc đến đó thì không có nữa Giống như sương mù Không thể nắm bắt được Đó là dương miệng gọi là khát lọc dương niệm khát lọc ngu si không có trí tuệ cho rằng đó là nước ảo ảnh xuất hiện trên sa mạc nhìn xa giống như nước những con ngựa con nai khát nước chạy đi tìm nước nhưng chỉ mất công chạy đến đó là thấy ở phía trước không bao giờ tìm được hữu như hữu y chi bệnh mục đây là bệnh của đùi mắt bệnh của mắt nhìn thấy rất nhiều thứ màu sắc trong hư không chúng ta cũng đã từng như vậy đã từng có bệnh của mắt đã từng có kinh nghiệm này trong không trung có gì không không có mắt tốt sẽ không thấy gì mắt không tốt thì hình như có hoa trong không trung Quý vị muốn hái bông hoa đỏ xuống Bất tri bản tự vô hoa Của dân di tâm tổ sứ Đây là hiểu nhầm Không biết rằng đó là giả là hư không Tổ sứ giả Hai chữ tậu sứ ở đây chính là Cốc dân buôn ba lao lục Chính là ý này Phía dưới Ngài đưa ra ví dụ thực tế Vô điền ưu điền Trực chỉ ưu khổ dạng đoan Cả đoạn dài này Đoạn kinh gian trước có thể thấy cả một đoạn dài Đều là giải thích tỉ mỉ cho một câu Lũy niệm tích lự Điện là ruộng đất Trạch là nhà cửa Quyến thuộc là họ hàng Thân thích Người làm trong nhà của quý vị Đều nằm trong quyến thuộc này Tài vật Tất cả dụng luyện tiền tài sản nghiệp Chính là tất cả những thứ Mà cuộc sống của quý vị cần dùng đến Dĩ thượng vai sợ ưu chi cảnh quý vị lo lắng cái gì lo lắng những thứ này không có muốn có muốn đạt được nhưng khi có được rồi lại sợ mất gọi là tính toán thiệt hơn vì vậy giàu nghèo đều lo không có người nhà nghèo thì muốn có được những người nhà giàu sang phú quý Họ lại sợ mất đi Lúc nào họ cũng lo lắng ưu phiền Vì vậy cuộc sống thật khổ Ông Lý Gia Thành giàu nhất Hồng Kông chúng ta Tôi gặp mặt ông ấy Ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi Nhưng xem ra già hơn tôi rất nhiều vì sao? Vì ông có ưa phiền Tôi không có ưa phiền Tiền tài đó là trong số mệnh có Về việc này Cũng có một người bạn rất thân Với ông ấy Trần Lan Đã mất mấy năm trước rồi là người bói toán xem phong thủy Rất giỏi Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Ông ấy thường đến nghe tôi giảng kinh Tôi quen với Lý Gia Thành Là ông ấy giới thiệu Trần Lan bảo với tôi Ông Lý là người triều sáng Năm 30 tuổi đến Hồng Kông làm ăn Bọn họ ngẫu nhiên có cơ duyên gặp nhau Gặp nhau rồi thì xem tướng cho ông ấy ý. Bói ý cho ông ấy Hỏi ông ấy Sau này ông Hy vọng có bao nhiêu tài sản mới hài lòng Ông nói Lý Gia Thành bảo với ông Tôi có được ba ngàn dạng thì tôi vừa lòng Ông Trần bảo với ông Tiền tài trong mệnh của ông Không phải là bình thường Trang cả ra ngoài Không chỉ vậy Tương lai ông sẽ giàu nhất Hồng Kông Vì vậy cả đời Lý Gia Thành Luôn nghe lời ông Xem ông giống như người cố vấn Bất kể chuyện lớn nhỏ gì đều thịnh giáo ông số mệnh của ông có tiền tiền tài trong vận mệnh quý vị đầy ấm bất kể kinh doanh gì cũng đều kiếm được tiền vận mệnh là nhân những việc quý vị làm đó là duyên người khác làm ăn lộ vốn quý vị làm thì kiếm được tiền quý vị nói tôi và anh ta cùng làm ăn giống nhau tôi lại lộ vốn mệnh không có tiền vì vậy con người trước tiên phải tin vào vận mệnh quý vị mới có thể sống rất hạnh phúc rất vui vẻ nếu quý vị đấu với giận mệnh Quý vị sẽ thảm hại Quý vị sai rồi Không ai có thể đấu lại giận mệnh Nếu quý vị muốn cải tạo giận mệnh Phải nghe lời Đức Phật Liễu Phàm Tứ Quận vào năm tôi học Phật đã đọc được Lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng quyển sách này cho tôi Tôi còn như khi tôi cầm quyển sách này Quyển sách này không dày Trẻ tuổi đọc sách đọc rất nhanh Hai ngày thì đã đọc xong rồi Tôi nhớ tôi đã đọc 30 lần Rất cảm động Sau khi đọc xong Tự mình nhìn lại Tật xấu của Liễu Phàm Tiên Sinh Tôi đều có cả Tôi đều có Liễu Phàm Tiên Sinh còn có vài sở trường Tôi không có Tôi không bằng người ta Nghĩ đến việc ông có thể sửa đổi Tôi cũng dần có lòng tin Tôi có người thầy giỏi đang hướng dẫn tôi Chương gia đại sư Tôi và chương gia đại sư Năm tôi 26 tuổi Đại sư đã 65 tuổi Tính ra thì tôi chỉ ngang đời cháu chắc Đại sư rất bảo bọc những người trẻ tuổi chúng tôi đặc biệt Chúng tôi rất nghe lời Thành thật nghe lời Sư càng thích Thích vậy Hẹn với tôi rằng mỗi tuần đều đến thăm sư Cho tôi hai tiếng đồng hồ Tôi theo sư ba năm Cho đến lúc sư giảng sanh vì vậy nền tảng học Phật của tôi Là do sư xây dựng nên Sau này theo học với thầy Lý Mười mấy năm mới có thành tựu Không có ba năm nền tảng của sư Thì không thể thành tựu được Vì vậy nền tảng này rất quan trọng Đặc biệt là phong thái của sư đây là điều mà cả đời tôi chưa từng thấy ở người nào khác quý vị nhìn dáng vẻ của sư ở trong ảnh cả đời sư đi đứng nằm ngồi đều giống như vậy đúng như trong kinh phật đã từng nói na già thường tại định vô hữu bất định thời sư đi đứng ngồi nằm đều cho quý vị thấy điều gì sư ở trong định đi rất chậm rãi nói chuyện cũng chậm rãi động tác cũng chậm rãi không hề có chút lo lắng dội dàng nào điều này khiến cho chúng ta biết được rằng người có trí tuệ tâm định thân cũng định Sốc nội không có trí tuệ Thanh niên bây giờ phiền phức nhất là Sốc nội nóng dội Vì vậy họ học điều gì? Học Thánh Hiền, học Phật Pháp Họ có học được không? Phật Bồ Tát dạy họ cũng không học được Vì sao vậy? Vì họ không định được Những điều của cổ nhân Thánh Hiền Phật Bồ Tát chắc chắn tâm phải định Mới có thể học được mới có thể cảm nhận được mới có thể lĩnh hội được không phải họ không chịu dạy mà bản thân quý vị phải có đủ điều kiện họ mới có cách dạy quý vị không có điều kiện căn bản giảng cũng vô ích tốn công thôi Tôi hàng ngày đều giảng kinh dạy học không ngừng. Có phải mọi người đều học được không? Chưa chắc. Nói thật ra, xung quanh tôi không có ai cả. Tại sao tôi luôn giảng hết mình như vậy? Tôi biết có người trên tivi. Có người trên mạng. Trong số 10.000 người có một người là được rồi. tôi không phí công rồi thật sự có nhưng tôi không quen biết với người này họ biết tôi tôi không biết họ chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau tôi biết chắc chắn là có cho nên tôi giảng rất phấn khởi Tôi ở trong phòng ghi hình thường không có ai hết Tôi đối diện với ông Kim Tôi giảng rất có tinh thần Vì tôi biết thật sự có người đang nghe Tôi biết thật sự có người đang học Tôi không phí công, không phí công dạng Chúng ta đọc tiếp mấy câu dưới Đáng kỹ hữu giả dạ, Hữu cụ kỳ vô Diệt phục đồng ưu Hai câu phía dưới nói rất hay Dục hải nan điền Hoạn đắc hoạn thức Có dân hữu vô đồng ưu Chúng ta muốn học Phật Đặc biệt là Thật sự mong muốn Giảng sanh thế giới cực lạc Giảng sanh thế giới cực lạc trên thực tế Chính là di dân Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc Chúng ta thân cận Đức Phật A-di-đà Thế thì quý vị phải biết Không thể mang theo thứ gì ở thế gian này cả Cái gì có thể mang theo Có thể mang theo đức hạnh Công thiện nghĩa là có thể mang theo công đức mà quý vị tu hành quý vị có thể mang theo đức hạnh những thứ khá không thể mang theo quý vị phải biết nhưng cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng cố gắng tu thiện việc này rất quan trọng ở đâu có duyên thì giúp đỡ cho họ đừng có tâm phân biệt đừng có chấp trước không ích kỷ tất cả chúng sanh vốn là phật tất cả chúng sanh có duyên đều phải giúp đỡ đây là điều chúng ta nên làm Bất luận ở nơi nào Gặp được người có duyên Nếu họ chịu nghe Thì hãy khuyên nhủ họ Họ không nghe cũng không sao Nhất liệt nhĩ căng Diễn di đạo chủng Trong ai là gia thức họ đã gieo vào chủng tự Tôi gặp mặt ông Bush cũng nói với ông những điều này mô mét hỏi tôi ông ấy có chịu nghe không tôi nói ít nhất ông ấy cũng không phản đối tôi tôi tạm biệt ông trở về úc một tháng rưỡi sau ông gửi tặng cho tôi một bức ảnh có ký tên tôi nói nếu ông ấy cảm thấy chán ghét những lời tôi nói với ông ấy ông ấy sẽ không có hành động này Ông ấy tặng cho tôi tấm ảnh Còn tự tay ký tên Thiện ngôn Thái độ của chúng ta thành khẩn chân thành Cho dù có xung đột với những lợi hại trước mắt của họ Họ cũng sẽ không phản đối Điều này trong Phật Pháp Gieo giống, gieo hạt đời sau kiếp sau gặp được duyên hạt này sẽ sinh sôi nảy mầm họ sẽ thực sự tiếp nhận vì vậy không được để lỡ duyên gặp được duyên thì phải gieo mầm cho họ hữu nhất thiếu nhất tư dục tề đẳng cái này cũng rất khổ Ví dụ bản thân có 10.000 đồng tiết kiệm Gặp người có 20.000 Thì nghĩ muốn có thêm 10.000 nữa Muốn giống như họ Bản thân có một cái tivi Thấy người ta có hai cái Lại muốn có thêm một cái nữa Cho bằng người ta Muốn mà không được Trở nên buồn phiền Muốn mà đạt được cũng không hết suy nghĩ. Vì ham muốn không ngừng dục vọng không có điểm dừng. Nỗi buồn phiền không bao giờ dứt. Đó là chuyện bình thường của con người. Tôi nhớ có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở Đài Loan, tôi ra ngoài gọi một xe taxi Tài xế taxi vừa lái xe vừa kể khổ với tôi Nói cái gì? Cuộc sống của bản thân Không bằng người khác Tôi hỏi anh ta Tôi nói tiền ông kiếm một tháng Đủ tiêu dùng trong nhà không? Đủ Còn dư nữa Tôi nói thế thì tại sao Thấy người ta hôm nay mua đồ dùng mới Ngày mai mua đồ dùng mới Tôi nói sao lại phải như thế Tôi nói anh nghĩ thử xem Một cái áo của chúng ta Giữ gìn một cách cẩn thận Có thể mặc 10 năm 10 năm không cần mua thêm áo Anh dùng tủ lạnh Bảo quản nó cẩn thận Cũng có thể dùng 10 năm Không phải là anh rất vui vẻ Rất giàu có đó sao Anh cần gì phải so đo với người khác Anh ta thấy có lý Tôi nói anh nghĩ thông rồi sẽ vui vẻ không ai bằng, anh buồn cái gì? Đừng so sánh với người khác. Khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ nặng, suốt đời lo lắng, anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác anh rất vui vẻ. Dần dần anh ta cũng đã hiểu. Đừng tranh giành với người ta những thứ đó, phải tranh giành cái gì? Tranh giành niềm vui. Tôi vui hơn anh. Vui vẻ và lo lắng khác nhau rất lớn Vui vẻ thì tân tâm mạnh khỏe Lo lắng thì âu sầu bệnh tật Người ta sao có thể so với anh được Vì vậy buông bỏ tất cả có thể sinh sống được Là hạnh phúc nhất rồi Không cần phải quá nhiều Nhà ở, ở căn nhà nhỏ nhỏ cả đời tôi không muốn sống trong căn nhà lớn tại sao khó dọn dẹp quý vị phải mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ của tôi chỉ cần mấy phút đã dọn dẹp sạch sẽ rồi xem ra rất thoải mái dễ chịu quý vị thấy tốt không vì vậy con người phải biết hưởng thụ cũng chính là bản thân biết hưởng phước biết cái gì là phước những đồ cá nhân của quý vị càng ít càng thoải mái Không cần kiểm tra Ra ngoài chỉ cần hai bộ quần áo Mặc trên người và mang theo Nếu nhiều quần áo phải lựa cái này lựa cái kia Quý vị xem lãng phí bao nhiêu thời gian Lãng phí bao nhiêu tinh thần Không cần phải như vậy Vì vậy chúng ta nghĩ xem Phật Thích Ca đã là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta Tài sản của Ngài chỉ có ba y một bình bá Ba bộ quần áo một cái bá Tài sản chỉ chừng đó thôi Mỗi ngày ăn một bữa Ngủ dưới gốc kỳ Ngài rất tự tại Không hề lo nghĩ điều gì Chẳng lẽ Ngài không muốn xây một đạo tràng Xây một ngôi chùa Ngài không cần Nếu Ngài cần Chỉ nói một câu Mọi người đã xây xong rồi không cần thật sự tự tại cho nên phải biết sống bản thân có một nơi chốn dừng chân nhỏ bé là đủ rồi Thật sự vui vẻ tự tại Mỗi một nơi tôi đến Đều có người tặng đất tặng nhà cho tôi Tôi đều từ chối cả Ở khách sạn thoải mái hơn Mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ cho mình Sau khi trả phòng chẳng phải suy nghĩ gì Không nhớ đến nó nữa nếu quý vị có một ngôi nhà Quý vị nói xem có phiền không Quý vị đi xa có nhớ nó không Có phải luôn lo lắng về nó không Đó không phải là tự tìm phiền phức sao Vì vậy nếu có tặng người ta đi Đừng tìm phiền phức Cả đời tôi được tự tại Điều này cũng là chương gia đại sư dạy tôi Tấm gương của Đức Phật Thích Ca Tôi đã lãnh hội được thế giới này là khách sạn đi đến đâu cũng đều là khách sạn quý vị sẽ sống rất thoải mái không cần thứ gì cả những đồng học đều sẽ chăm lo cho tôi đồ ăn áo mặc đồ dùng đều chuẩn bị sẵn cả không phải lo lắng gì vì vậy tôi không có chỗ tiêu tiền mười mấy năm rồi chưa hề dùng tiền đi ra ngoài tôi muốn đi mua thứ gì chắc chắn có rất nhiều người đi theo tôi tôi cần gì họ đều trả tiền hết vì vậy cúng giường của tôi đều cầm đi làm việc thiện những người gặp khó khăn chúng ta thật sự phải giúp đỡ họ phải giúp đỡ những người khổ nạn trừ khi chúng ta không biết biết rồi thì chắc chắn phải giúp họ vì vậy từ từ cũng có dần dần có một chút rồi lại nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ gìn cho tốt sợ gặp tai họa lo bị mất mát chính là tính toán thiệt hơn việc này là bản thân tự tìm phiền phức tiền nhiều quá sợ mất giá quý vị phải lo lắng nhiều biết bao hoàn toàn đã sai rồi cho nên nói thích tiểu cụ hữu hữu ư phi thường phi thường chính là thủy tai quả tai đạo tạc cưỡng đoạt phá hoại dân dân đó là tai họa đặc biệt những năm gần đây tai họa rất nhiều Tôi không biết được nhiều bởi vì tôi không đọc báo, không xem tivi, không hề tiếp xúc với truyền thông mấy chục năm rồi. Có người hỏi những tin này sư nghe được từ đâu? Có một số đệ tử nghe được những tin trọng đại tái về từ trên mạng internet cho tôi xem một chút. Tôi biết được tin tức từ đây. Gần đây nhiều tai họa Có một đệ tử rất chịu khó Mỗi tháng đều làm cho tôi một bản báo cáo Tháng này có bao nhiêu tai họa xảy ra Không có nội dung, chỉ có tiêu đề Tôi thấy trong năm nay Anh ta bắt đầu viết cho tôi từ tháng 3 Trong tháng 3 này đã xảy ra hơn 40 lần tai họa Hầu như mỗi ngày đều có Vào tháng 5 còn nhiều hơn nữa Khoảng hơn 60 tai hòa Tháng 3, tháng 4, tháng 5 Tháng 4 hơn 60 tai hòa Đến tháng 5 tổng cộng 3 tháng này Hình như có đến hơn 170 tai hòa Tháng 7 Chính là tháng này Tuần đầu tiên Đã hơn 40 tai họa, Tuần thứ hai lại Sửa xóa gần 50 tai họa, Tăng lên rất nhiều Vẫn chưa hết tháng này Xem ra trong tháng này Chắc chắn hơn 100 tai họa. Như thế nói lên điều gì Tần suất những tai quả tháng sau Nhiều hơn tháng trước Mà tai họa cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn Chúng tôi nhìn thấy những thứ này Anh ấy không đưa nội dung cho tôi Chỉ là tiêu đề Tiêu đề tin tức trên mạng Tiêu đề ở trên báo Anh ta trích cho tôi xem Sự cảm giác của chúng tôi được nâng cao Phải giúp đỡ quá giải tai họa Phương pháp giúp đỡ nào là tốt nhất Dạy học chỉ có dạy học mới thức tỉnh được con người Khiến họ bỏ ác tu thiện Giống như tiến sĩ Pladen người Mỹ đã từng nói Tháng 8 năm ngoái Ông tham gia hội nghị các nhà khoa học thế giới Ở Sydney, Úc Số người không nhiều ở Sydney hai ngày Ông ấy cũng có mời tôi Tôi không đi Nhưng tôi cử tám học trò Của học viện chúng tôi Thay tôi đến tham gia Hai ngày hội nghị Ngày đầu tiên thảo luận Về những phát hiện mới nhất của khoa học Tôi xem xong cũng rất thích thú Giống như những gì đã giảng trong kinh Phật Vì vậy tôi có lý do để tin rằng Kinh Phật trong 20 đến 30 năm sau Nó không còn thuộc về tôn giáo Mà nó thuộc về triết học, khoa học Thật đấy, Thầy Phương Đông Mỹ nói không sai Einstein cũng đã từng nói Trong số các tôn giáo thì Phật giáo gần với khoa học nhất ngày thứ hai thảo luận về vấn đề tai họa, đặc biệt là tai họa trong bộ phim 2012 của Mỹ. Đề tài thảo luận của họ là đối phó với lời tiên tri của Maya năm 2012 là đèn nói rất hay. Tôi rất khen ngợi ông ý đơn giản rõ ràng cư dân trên toàn thế giới nếu có thể cảm nhận được đây là một thời cơ rất tốt hy vọng mọi người đều có thể bỏ ác tu thiện cái tà quy chánh đoan chánh tâm niệm không những có thể hóa giải được tai họa mà còn có thể đưa trái đất này phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn Điều này giống với kinh điển Đại Thừa đã nói Giống với lời dạy của Tổ tiên chúng ta Dùng cải tà quy chánh Để quá giải tai họa Tai họa là gì? Tai họa chính xác là do những ý niệm Hành vi bất chánh bất thiện tạo ra Nhưng ở đây có một căn cứ lý luận rất quan trọng đó chính là Kinh Phật thường nói Tất cả Pháp tùng tâm tưởng sanh Trong tâm nghĩ đến mới có thể thay đổi nó Nó không phải sinh ra từ ý niệm Ý niệm làm sao có thể thay đổi nó Câu nói này của Đức Phật đã dạng mấy ngàn năm Trong Kinh Đại Thừa đều hay nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói Cả vũ trụ này là duy tâm sở hiện Duy thực sở biến cái này nói quá nhiều rồi Cũng đã được khoa học chứng minh rồi Vì vậy ý niệm Ý niệm trở nên tốt Vấn đề sẽ được giải quyết Có người phải có thiện niệm Không có chút ác niệm nào Thân thể chắc chắn mạnh khỏe Sẽ không có bệnh Ý niệm thay đổi sức khỏe của chúng ta Ý niệm có thể thay đổi môi trường Tiến sĩ Giang Bổn ở Tokyo, Nhật Bản Đã làm một thí nghiệm ở Hồ Tỳ Bà Ông tìm đến một eo biển Eo biển là nước tù nước động Nước tù không lưu thông Hơn hai mươi mấy năm Eo biển này vẫn rất bẩn thiểu Mùi rất hôi Ông ấy tìm một nơi như thế Đã tìm hơn 350 người và một vị hòa thượng già Hòa thượng già hơn 90 tuổi Dẫn đầu mọi người cầu nguyện ở đó Một tiếng đồng hồ Cầu nguyện đúng thật là quá đơn giản Trong một tiếng đồng hồ đó Hy vọng mọi người buông bỏ tất cả tạp niệm Tâm thanh tịnh Chỉ nghĩ đến một việc Đó là gì? Nước hồ sạch sẽ đi Tôi yêu bạn Niệm trong miệng, nghĩ trong tâm 350 người làm như vậy Trong suốt một tiếng đồng hồ Đến ngày thứ ba Nước hồ sạch sẽ lại thật Mùi hồi thối không còn nữa Làm chấn động Truyền thông Nhật Bản Đều đến phỏng vấn Đưa tin Tiến sĩ Giang Bộn nói với tôi Sáu tháng sau nó bẩn trở lại, không khí lại hồi hàm Quý vị xem, cầu nguyện một tiếng đồng hồ, sạch sẽ đến sáu tháng. Tôi nói với ông ấy, tốt nhất ông hãy cầu nguyện hai tháng một lần. Thế thì eo biển đó không phải được sạch sẽ rồi sao? Vì vậy cầu nguyện có hiệu quả, nhưng cầu nguyện trị ngoạn chứ không trị gốc. Nó không thể sạch sẽ mãi mãi. Muốn sạch sẽ mãi mãi phải làm thế nào? Đó là dạy học. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cứu khổ cứu nạn Ngày cứu bằng cái gì? Dạy học Mỗi ngày đều khuyên bảo mọi người Có thể thu được hiệu quả Mọi người nghe hoài cũng giác ngộ Sẽ cải tránh ý niệm Vấn đề được giải quyết Vì vậy cầu nguyện không phải không có hiệu quả Có hiệu quả nhưng căn bản chắc chắn vẫn là giáo dục Cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy 49 năm Đấng sáng tạo đầu tiên của mỗi tôn giáo trên thế giới Đều dạy học Không quản khó khăn Không thu học phí Dạy học vô điều kiện Chỉ cần quý vị chịu học Đều sẽ tận tình nhiệt huyết như thế Để hướng dẫn quý vị Cổ nhân nói rất hay Khu vực này có được mười mấy hai chục vị hiền nhân thì có thể hướng dẫn tốt khu vực này đây không phải là những lời sáo rỗng trong lịch sử trung quốc đích thực đã làm được đã xuất hiện những hiệu quả thật sự như thế Đoạn kinh văn này Đặc biệt chỉ ra những việc mà con người phải suy nghĩ là quá nhiều Thủy quả Chỉ cho thủy quả tai Thủy tai quả tai Đạo tạc chỉ cho tai họa cưỡng đoạt và trộm cướp Oan gia Chỉ cho những người kết oán với ta Vậy là oan thân trái chủ Trái chủ chỉ cho ta mắc nợ người chưa trả Tất cả những thứ đó đều có thể gây ra tai họa khôn lường Như lửa có thể thiêu đốt Nước có thể nhấn chìm Trộm có thể cưỡng đoạt Cướp có thể trộm cắp Oan gia báo thù Trái chủ nợ nần Thậm chí chỉ trong phốc chốc Tức là quý vị sẽ mất hết Chỉ trong chớp mắt Không còn thuộc về quý vị nữa Của cả ngày xưa Không còn gì cả Đây chính là Phần nhiêu kiếp đoạt Tiêu tán ma diệt Những việc này đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào những tai họa ngoài ý muốn hội sự nói phấn là thiêu đốt binh quả chiến tranh đốt cháy những tai nạn này phiếu là trôi nổi bão táp lục lội những tai nạn này cướp đoạt nạn đạo tặc bán gia phá hoại trái chủ đòi nợ Bán gia này Đều có nhân quả Nhân duyên quả báo Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta Người cùng một nhà Cha mẹ và con cái Có duyên Bốn loại duyên Không có duyên Sẽ không vào nhà quý vị Bốn loại duyên gì Báo ân, báo oán Đòi nợ, trả nợ Việc này cứ tiếp diễn kiếp này qua kiếp khác không bao giờ dứt Lần đầu tiên Tôi đến Hồng Kông giảng kinh Là năm 1977 Sống ở Hồng Kông 4 tháng Hai tháng đầu ở thư viện Phật giáo Trung Hoa đường giới hạn. Hai tháng sau ở giảng đường Quang Minh đường Lan đường Hồng Kông. Giảng đường Quang Minh là của sư Thọ Trị, lúc đó sư đã di cư qua Mỹ sống rồi. Sau này tôi cũng gặp sư ở New York Mỹ. Người phương Bắc dáng đường ở Hồng Kông là sản nghiệp của sư Phía trước Phật đường của sư có treo bức đối liễn Tôi rất ấn tượng Câu đối trên là Vợ chồng là duyên Có thiện duyên, có ác duyên Oan oan tương bạo Câu đối dưới diệt Con cái là nợ Có trả nợ, có đòi nợ không nợ không đến câu này tôi nhớ rất rõ treo liền ở đó tôi đã sống ở đó hai tháng năm đó giảng kinh lăng nghiêm đúng là như vậy nếu đến để báo ơn thì đứa trẻ đó rất ngoan hiền hiền lành hiếu thảo nó rất nghe lời rất dễ nuôi nếu đến để báo oán nó đến gây phiền phức Đến để báo thù à, Sau khi trưởng thành cũng phá sản à, quý, Sẽ khiến quý vị tán gia bại sản Gia đình ly tán à, Thì đến đòi nợ thì sao Nếu nợ ít Khoảng mấy tuổi nó sẽ chết Nó đòi xong rồi Quý vị đã tốn rất nhiều tiền Mất rất nhiều công sức Đó là nợ ít Nếu nhiều thì sao Chúng ta cũng nhìn thấy Nhiều là tốt nghiệp đại học Cầm được học vị tiến sĩ thì chết Quý vị coi tốn bao nhiêu tiền Đòi nợ đó Trả nợ thì sao Cũng nhìn thấy được Nợ quý vị nhiều Chăm sóc đời sống vật chất của quý vị rất chu đạo Không có lòng hiếu thảo Không có lòng tôn kính Đó quý vị xem Trả nợ đó nếu nợ ít thôi thì sẽ rất khắc khe đối với quý vị Nói cách khác Xem cha mẹ như người hầu trong nhà Mỗi tháng cho quý vị đủ chi tiêu cuộc sống thôi Không cho quý vị nhiều hơn Chúng ta đều nhìn thấy Kinh Phật không hề nói sai Phật Pháp thù thắng Sau khi học Phật Quý vị có thể thay đổi Đổi tất cả những duyên này của quý vị Thành Pháp duyên Mọi người đều học Phật Đều là đệ tử Phật Cùng nhau tu hành Những oán thân này đều được quá giải Vì vậy Phật Pháp âm thầm lặng lẽ Giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội Những hoàng đế đại thần ngày xưa thích điều này Thay họ giải quyết vấn đề Tại sao học Phật hiểu rõ rồi Biết rõ là Đến để báo oán Báo oán là Đến đòi nợ đã hiểu rõ đạo lý này rồi Bỏ qua không nhắc nữa Nó sẽ được quá giải Báo ân Ân càng thêm sâu Trả tiền phải trả nhiều một chút Trong lòng họ mới dễ chịu Người đời Tâm chiên ý cố Kiên ở đây là keo kiệt Không nở Thậm chí ngoan cố Tiền tài có mất Trong tâm càng thêm căm hận Ưu phiền lo nghĩ Không lúc nào thảnh thơi Nên nói Vô năng tung xả Tung xả nghĩa là buông bỏ Thật sự chịu buông bỏ Thì sẽ được tự tại Học Phật hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn không buông bỏ được Có rất nhiều người đến kể khổ với tôi Phải làm thế nào Tôi nói có cách Quý vị nghe kinh nhiều vào Một năm không buông bỏ được Nghe thêm năm nữa Hai năm không buông bỏ được Nghe thêm hai năm Nghe cho đến tám năm, mười năm Tự nhiên sẽ buông bỏ được có một số người nghe đến 20 năm, 30 năm Bản thân cũng đã gần 6, 70 tuổi Giác ngộ rồi Buông bỏ được rồi vẫn còn kịp Chỉ cần quý gì buông bỏ thân tâm vui vẻ Nhất định phải hiểu được rằng Số tôi không chết vì đói Không có đồng nào tôi cũng không chết đói Đến lúc đó tự nhiên sẽ được ăn no Tôi không phải số chết rét Ngày đông gió tuyết tôi cũng có thể vượt qua Tin vào giận mờ Cổ nhân có lòng tin kiên định với những điều này Họ tin tưởng bản thân Có người bây giờ không có lòng tin Đối với người khác luôn hoài nghi Bản thân đã có tiền tài Suốt ngày phải suốt ruột lo lắng Sợ mất đi Hà tức phải thế Tại sao không đem số tiền đó đi bố thí Quý vị bố thí cho một làng, người cả làng cảm ơn quý vị. Quý vị bố thí một thành phố, một thành phố biết ơn quý vị, công đức to lớn như thế. Nhiều người đến chăm sóc quý vị như thế, còn gì để buồn. Tôi hàng ngày mỗi lần lên bục giảng kinh, xuống bục tôi đều chắp tay quỳ bái với thầy của mình. Ân đức to lớn này nếu tôi không gặp được họ Tôi làm sao có ngày hôm nay Điều này là không thể Làm sao có thể sống hưởng thụ Cuộc đời cao nhất như Phương Tiên Sinh đã nói Hưởng thụ cao nhất là cái gì Đâu đâu cũng có người chăm sóc Bản thân không phải lo lắng gì cả Trên người không có một xu Nhưng đều chăm sóc chu đáo cho quý vị Đây là phước báo Nhân là cái gì Tôi có tiền bổ thí khắp nơi Tặng khắp nơi Lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản Trên thực tế đó là lần thứ hai Lần đầu tiên từ rất lâu Tôi đi cùng với Đạo An Pháp Sư Đi du lịch Nhật Bản Lần đó đã đi hơn 20 ngày Từ Tokyo về phía Nam đều đi chơi hết Lần đó đúng là chỉ đi du lịch thăm thú Là một đoàn tôn giáo Đài Loan Đạo An Pháp Sư là trưởng đoàn Tôi tự đi lần đầu tiên đi Lúc đó cúng dường Đã nhiều rồi Tôi in đại tạng kinh Trước khi tôi đi tôi đã gửi 30 bộ đại tạng kinh Tặng cho các chùa tịnh Độ Tông Kết duyên trước Thì đương nhiên những đồ dùng nhỏ nhà khác rất nhiều vì vậy tôi vừa đến Nhật Bản Tối hôm đó Tịnh Độ Tông kết hợp với nhau Tổ chức một bữa tiệc chào đón tôi Hình như Có năm bàn tiệc Bàn tròn Khoảng 40-50 người thì phải Bàn tròn, hoàn hỷ Sau khi tan tiệc có người bạn Nhật Bản bảo với tôi Tịnh không Pháp Sư Buổi tiệc ngày hôm nay có thể viết vào lịch sử Phật giáo Nhật Bản Tôi lấy làm lạ Tôi nói việc này nghĩa là sao? Ông ấy e nói Những bậc trưởng lão này bình thường đều không lai giảng Hôm nay Ngài tới đây họ đều tới đón tiếp Ngài Dịp gặp gỡ hiếm có Tôi mới hiểu ra vì sao họ đến Tôi đã tặng họ Đại Tạng Kinh Nếu tôi không tặng họ Đại Tạng Kinh Sao họ có thể tới chứ Tôi đã hiểu rõ rồi Tôi ghi nhớ trong lòng Chuyến đi lần đó Chúng tôi ở Nhật Bản cũng du lịch tham quan Mười ngày Lúc tôi phải trở về tôi mời lại họ Khi mời lại họ tôi đã nói Tôi nói Chúng ta là tịnh Độ Tông Tịnh Độ Tông là anh em thân thiết Chúng ta chắc chắn phải chung sống hòa thuận, yêu thương kính trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau. Tôi nói ví dụ cha mẹ sinh ra rất nhiều đứa con. Nếu con cái không hòa thuận nhau, mỗi đứa đều đối lập nhau, các vị nói xem cha mẹ buồn thế nào, đau khổ thế nào, đó là đại bất hiếu. Nhất định phải hòa thuận Phải hợp tác với nhau Phải đoàn kết Tôi đã khuyên họ Thì tông phái khác nhau thì sao Là anh em họ của chúng ta Cũng phải chăm sóc Những tông phái khác Cũng là Đức Phật Thích Ca truyền lại Cũng phải tương thân tương ái Cũng phải hợp tác với nhau Đoàn kết tôn giáo Là điều mà nhiều năm nay Tôi đã làm vì vậy ở nhật bản tôi cũng đi thăm hỏi những tôn phái khác thậm chí cả những tôn giáo khác như cơ đốc giáo thiên chúa giáo hồi giáo thần đạo giáo của nhật bản đó là anh em họ của chúng ta đều là người một nhà đừng đối xử như người ngoài vì vậy tôi mời đáp lễ chính là khuyên nhủ mọi người nhất định phải buông bỏ thành kiến thành kiến là gì đó chính là tính toán thiệt hơn mọi người tranh giành tín đồ đều là vì cái này sai rồi đều là người một nhà cả bù đắp cho nhau nhà quý vị gặp khó khăn tôi dư giả thì giúp quý vị tôi khó khăn thì anh ta giúp điều này tốt điều này xây dựng nên tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội vì vậy nhân cơ hội này truyền đạt những thông tin này cho mọi người biết tôn giáo trên thế giới là một nhà tôn giáo có thể hòa thuận đoàn kết có lợi cho an ninh xã hội hòa bình thế giới đó chính là cống hiến của tôn giáo đối với xã hội vì vậy đừng đề cao mình hạ thấp người khác thành kiến môn hộ như vậy là không tốt đừng giữ những điều này hy vọng buông bỏ thành kiến đừng phân biệt tôn phái Quý vị xem trong kinh giáo Phật Bồ Tát Những tôn giáo khác như Thượng Đế Thánh a la Đều lấy nhân từ bác ái Để quan tâm tất cả chúng sanh Không có tôn giáo nào Chỉ lo lắng cho tín đồ của họ không có Đều nói phải yêu thương chúng sanh phải yêu nhân loại. Chúng ta đã đọc rồi, đọc rồi thì phải làm thật. Đọc rồi không làm không được. Vì vậy, đối với tiền tài vật chất, chúng ta có thể buông bỏ. Buông bỏ thế nào? Chính là chăm sóc mọi người. Vào những năm 90 Tôi từ năm 1997 Sau khi quán trưởng hàng giảng sanh Cuối năm đó tôi đến Singapore Năm 1999, chúng tôi đã khiến tôn giáo Singapore đoàn kết như người một nhà Thật sự giống như anh chị em ruột thịt giúp đỡ lẫn nhau nói thật ra tài chính của mỗi tôn giáo đều gặp khó khăn phật giáo ổn hơn một chút nguyên nhân từ đâu phật khuyên chúng ta bố thí vì vậy quả báo nhiều ở singapore mỗi một tôn giáo chúng tôi đều quan tâm đa số họ xây cô nhi viện viện dưỡng lão bệnh viện trường học tôi đều tặng tiền cho họ đều giúp đỡ họ lúc đó Những đệ tử vẫn có ý kiến Tìm đến tôi Pháp sư tiền của tín đồ chúng ta Cũng không phải dễ dàng kiếm được Đem cúng dường tam bảo Tại sao sư lại cầm đi cho bọn họ Đến tìm tôi Tôi hỏi lại anh ta Tôi nói chúng ta cần diện dưỡng lão không Cần Cần chăm sóc trẻ mồ côi không Cần những người ốm đau bệnh tật Chúng ta có cần phải cứu tế cho họ không Cần Tôi nói người ta đều đang làm Chúng ta góp thêm cổ phần vào đó Không phải như là chúng ta đang làm rồi sao Anh ta mới hiểu ra công việc của họ là thực hiện Chúng ta không phải lo lắng Chúng ta chỉ góp cổ phần vào Chúng ta có một phần ở đó Anh ta mới hiểu đúng Nên làm thế Quý vị xem rất quan hỷ làm Chúng ta tôn trọng họ Họ tôn trọng chúng ta đạo tràng phật giáo của chúng tôi có bất kỳ hoạt động gì mời họ mời họ đến tham gia họ có hoạt động chúng tôi cũng đi họ mời chúng tôi chúng tôi cũng đi tôn giáo ở singapore trở thành người một nhà lúc đó tổng thống là dương đỉnh sương dương đỉnh sương là người trung quốc hai vợ chồng họ rất ca ngợi việc làm này của chúng tôi có một bữa điểm tâm sáng Ông cho triệu tập Chính tôn giáo khi đó ở Singapore Những đại biểu của chính tôn giáo này Cùng dùng bữa sáng với Tổng thống Tổng thống nói với mọi người Hội Liên Hữu Tôn Giáo của Singapore chúng ta Thành lập đã 50 năm rồi Đều chưa từng đoàn kết với nhau Chỉ là mỗi năm cùng nhau ăn một bữa cơm Ngoài ra không hề qua lại với nhau Ông ấy nói các vị xem Một vị tịnh không Pháp Sư từ ngoài đến Khiến các vị náo nhiệt hẳn lên Các vị đều đã thật sự hợp tác với nhau rồi Các vị phải học tập tịnh không Pháp Sư Điều này là do các trưởng lão Sau khi trở về nói với tôi Chúng ta phải có hành động quan trọng nhất là phải buông bỏ tiền tài vật chất mọi người cùng hưởng tất cả tôn giáo chúng ta chăm lo tôn giáo tín đồ của họ chúng ta cũng chăm sóc chúng ta tuyệt đối đừng thay đổi tín ngưỡng của họ thay đổi tín ngưỡng không phải là việc làm đạo đức vì vậy những tôn giáo ở nam dương hiểu rõ chúng tôi nhiều năm nay họ cảm động nhất Tôi chưa từng khuyên một người nào thay đổi Để tin vào Phật giáo không hề Vì vậy họ rất yên tâm về tôi Biết rằng chúng tôi thật lòng giúp đỡ họ Thật lòng muốn đoàn kết lại Hợp tác với nhau Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật